Nhà đất Nam Đài xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay nhà đất đăng tải lên một căn nhà cấp 4 ở tại đường quốc lộ 14C, huyện Chư Bà Rông, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Và gia chủ bán kèm theo 1 hecta 7, tức là 1 hecta 7 dãy nữa, cách cái nhà này khoảng bán kính trong vòng 3 cây số đổ lại nhé quý anh chị. Và đây, ở đây thì khu dân cư quý anh chị đã thấy đấy ạ. Đây là con đường quốc lộ 14C của huyện Chư Bà Rông, bán kính rộng khoảng 20 mét nhé quý anh chị. Và đây khu dân cư thì ở đây quý anh chị đã thấy đây rồi, rất chi là đông. Từ vị trí đây chúng ta về tới trung tâm ủy ban nhân dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ bán kính trong vòng 1,5 cây số đổ lại thôi nhé quý anh chị nhé. 1,5 cây số đổ lại ạ. Và theo hướng đây thì chúng ta về tới trung tâm ủy ban nhân dân huyện Chư Bà Rông thì khoảng 14 cây. Lên tới thành phố Bà Cơ Cu Gia Lai thì khoảng 32 cây. Và ra tới quốc lộ 14A thì khoảng bán kính trong vòng cũng 12 cây nhé quý anh chị nhé. Đó, khu dân cư ở đây thì quý anh chị thấy rất chi là đông. Và đây, hôm nay gia chủ có nhờ nhà đất đăng tải lên một căn nhà cấp 4 với theo mặt đường quốc lộ 14C là 5m. Chiều sâu đã trừ lộ giới rồi là 32m nhé quý anh chị. Trong đây có một căn nhà cấp 4 đây ạ. Đây, đường đang làm bờ kè hết đây ạ. Một căn nhà cấp 4. Đằng trước đã có một mái vòm đây ạ. 5m theo mặt đường quốc lộ nhá quý anh chị nhá. Ở đây, gia chủ bây giờ hiện tại đang làm mộc đây ạ. 5m. Vẫn đang sinh sống ở đây. Một căn nhà cấp 4 chúng ta cũng bình thường thôi nhá. À em. À em hả, cho em đây nó nhờ anh quay cái nhà để bán á. Ừ, để anh quay nhá. Đây ạ, căn nhà cấp 4 đây quý anh chị. Theo mặt đường đây là 5m, chiều sâu là 32m. Gồm có một phòng khách, một phòng ngủ đây ạ. Và đây là cái nhà bếp. Nhà bếp và khu vệ sinh đầy đủ nha quý anh chị nhé. Đó, đây là nhà tắm, nhà cầu riêng biệt đây ạ. Một căn nhà cấp 4 cũng bình thường thôi. Với căn nhà này một gia đình chúng ta về đây ở tạm sơn sửa lại là ở rất chi là rộng rãi ạ. Cùng 1 hecta 7 đất. Đất hiện tại là đất không nhưng quý anh chị, trước kia gia chủ trồng tiêu. Bây giờ gia chủ bán kèm hai tài sản ạ. Gồm 1 hecta 7 đất không, cách đây khoảng 3 cây số, đất chúng ta có điện có nước đầy đủ. Và căn nhà cấp 4 gồm nó có 5m của mặt đường quốc lộ 14C. Gia chủ đưa ra một cái giá rất chi là hợp lý cho quý anh chị. Tất cả hai tài sản này gia chủ bán với cái giá 750 triệu thôi nha quý anh chị nhá. Bây giờ nhà đất chưa đi vào cái vườn đó xem được, nhưng mà theo của lời gia chủ á thì cái đường đó bây giờ là con đường đất đi vào, nên ô tô của nhà đất không đi vào được. Con đường đang bị khó đi. Đấy, khi nào làm xong thì xe ô tô chúng ta sẽ vào được tới cái vườn đó. Còn hiện tại bây giờ chúng ta chỉ đi xe máy hoặc công nông vào vườn thôi. Để nhà đất nhắc lại, tổng cả hai tài sản gia chủ đưa ra một cái giá là 750 triệu thôi nhé quý anh chị nhé. Bao sang tên biệt ở cho quý anh chị. Diện tích vườn là 1 hecta 7, căn nhà cấp 4 và có 5m chiều ngang, chiều sâu 32m theo mặt đường quốc lộ 14C. Rồi quý anh chị nào quan tâm tới lô đất và tài sản đây thì liên hệ ngay với nhà đất. Số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442. Phải nói một cái giá rẻ bất ngờ nha quý anh chị nhé. Quý anh chị nào đầu tư sinh lời hoặc về đây sinh sống thì quá chi là rẻ luôn. Cũng vì điều kiện hoàn cảnh kinh tế mà gia chủ nhờ nhà đất đăng tải lên để bán. Rồi, nhà đất xin tạm dừng video đây ạ. Quý anh chị nào mua lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất. Nhanh còn kịp nha quý anh chị, giá quá rẻ luôn. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.